nghỉ thôi mà lại bỏ hoang vậy đó các bạn, ở trước chợ Bến Thành đó các bạn thấy một sự hoang tàn đổ nát của Sài Gòn mình. Dạ, trước mặt em đây là đại lộ Lê Lợi, ở phía trước mình đó là công trường Quốc Thị Trang đó cô chú và anh chị, ở phía ngoài đường làng chạy xe này đó là ở phía dưới đất mình đó là cái hầm ga metro của Bến Thành đó cả nhà, và ở đại lộ mặt tiền của phố Nguyễn Huệ với ở phố Lê Lợi như vậy mà các bạn nhìn thấy không, nó bỏ hoang tàn đổ nát như vậy đó các bạn. Khi mà lúc trước á, xây dựng cái tuyến metro các bạn là nó dựng những cái lô cốt ở đây nè, rồi người ta không có kinh doanh buôn bán gì được hết, nên nó đóng cái lô cốt đó 7 8 năm trời mà rồi khi mà sau này cái tuyến metro nó hiện ra nó dần hoàn thành thì nó lại gỡ những cái lô cốt đi, nhưng mà bà con trả mặt bằng lại cho bà con thì bà con mình cũng vẫn không làm ăn được cô chú anh chị. Các bạn nghĩ coi, ở phố ở đại lộ lại ở ngay trung tâm này là đất này là thuộc đất vàng của quận nhất luôn đó cả nhà, và các bạn thấy không, nó bỏ hoang tàn vậy các bạn. Bỏ khi mà năm nay nếu mà tính ra, nếu mà làm cái metro này cũng đã 10 năm rồi cô chú và anh chị, khi mà nó dựng cái công trình cái metro mình dựng cái lô cốt lên để xây dựng thì đã 7 8 năm rồi, khi mà nó dở ra năm nay nữa cũng đã 3 năm rồi, nhưng mà đất ở đây người ta cũng vẫn bỏ hoang như vậy các bạn. Những cái nhà những mặt bằng triệu view như vậy mà lại bỏ lãng phí quá nhiều đúng không cô chú và anh chị. Dạ, Sài Gòn TV mến chúc cô chú và anh chị một ngày mới thật nhiều sức khỏe. Hôm nay là Chủ nhật các bạn, là buổi chiều ngày Chủ nhật của tháng 10, như vậy là mình cũng đã đi được hết 80% của năm 2024 rồi đúng không các bạn, chỉ còn 2 tháng nữa là đã tới Tết rồi. Ở phía trước có một cái công trình rất là hùng vĩ luôn mà lại bỏ hoang vậy đó các bạn, ở trước chợ Bến Thành đó các bạn thấy một sự hoang tàn đổ nát của Sài Gòn mình bây giờ nó đến mức độ đó các bạn, xây được một cái sườn xong rồi bỏ bốn hướng thì vấn đề pháp lý vậy, cho nên là rất bỏ hoang, nó không có xây dựng nữa. Và ở phía trước mình đây là chợ Bến Thành nè cả nhà, công trường Quách Thị Trang đó. Hôm nay em mời cả nhà mình đồng hành với em đi khám phá những con đường Sài Gòn xưa với cũ ở trung tâm này cũng nhất nha cả nhà. Ở đây là đường Lê Lai. Ở phía trước mình đây là đường Lê Lai đó cả nhà. Đây là hướng này là mình sẽ đi về quận 5 đó các bạn. Cái này là mình sẽ đi thẳng về ngã sáu Phù Đổng, rồi mình sẽ đi dài về quận 5 ra ngoài bến xe miền Tây luôn cô chú anh chị. Sài Gòn mình bây giờ những tháng cuối năm này cơn lốc trả mặt bằng rất là khủng khiếp luôn các bạn. Đây là các bạn, ở đây là đại lộ Lê Lai mà các bạn thấy không, nó mặt bằng nó trả nó đóng cửa hoang tàn vậy đó các bạn, quá là khủng luôn. Không phải là ở trung tâm quận nhất này đâu các bạn, ở những cái quận vùng ven cũng vậy nữa, ở bên khu đất vàng ở bên quận 7 cái khu mà cái khu người Nhật ở bên quận 7 các bạn, Phú Mỹ Hưng nó trả mặt bằng còn khủng khiếp hơn ở trong trung tâm quận nhất này nữa. Các bạn biết cái khu Phú Mỹ Hưng ở bên khu 4 ở bên quá bây giờ hả, còn qua bển nó bỏ giống như là một thành phố ma bên đó đó nha, ở bên trung Phú Mỹ Hưng bên đó. Phố Hưng đất ở bên đó là khu phố đó là chuyên cho người Nhật người nước ngoài người ta thuê, nhưng mà bây giờ lại bỏ hoang kinh khủng lắm đó nha, ảnh hưởng thời cuộc chiến tranh rồi như bão lũ rồi thiên tai gì đó, cho nên là người ta kinh doanh không được, mặt bằng trả cũng gần hết luôn. Mà những tháng cuối năm này là các bạn thấy không, tình hình trả mặt bằng khủng khiếp lắm. Còn ở giữa giữa năm thì mình còn thấy, mình đi dọc ngoài đường mình thấy còn đỡ đỡ, nhưng mà sau này thì cái những tháng cuối năm này thì quá là khủng khiếp luôn cả nhà. Những cái thương hiệu lớn như chẳng hạn như Thế Giới Di Động, Bách Hóa Xanh gì đó, ở trung tâm quận nhất này nó trả mặt bằng lại rất là nhiều luôn cả nhà. Mà không biết tại sao mà Thế Giới Di Động với Bách Hóa Xanh đó mà, nó đóng cửa rất là nhiều luôn. Ở bên chỗ đồ đường Nguyễn Thái Học đó, có hai một cái Thế Giới Di Động mà lại đóng cửa luôn cả nhà. Ở phía bên tay trái mình ở đây nè, tay trái mình đây là đi về hướng Nguyễn Thái Học này đó nha. Dạ, ở đây là ngã sáu Phù Đổng đó cô chú và anh chị. Em sẽ mời cả nhà mình đi về đường Trần Hưng Đạo, đường Trần Hưng Đạo ở phường Cục Kho quận nhất nha cả nhà. Mình đi lòn qua đây mình đánh theo cái vòng ngã sáu này, mình sẽ đi về đường, đây là đường Nguyễn Thị Nghĩa,
Đường Nguyễn Thị Nghĩa ở phía trước mình đó là, ở phía trước mình đó là đường Nguyễn Thái Học, đây là đường Nguyễn Thị Nghĩa này, nó có một đoạn ngắn thôi cô chú anh chị. Đó, đây là đường Nguyễn Thị Nghĩa nè. Ở phía trước mình đó là đi thẳng lên qua cầu Cái Mép, mình sẽ đi về quận 4, quận 7 rồi luôn cả nhà. Để xuống Nhà Bè luôn á. Những tháng cuối năm này Sài Gòn rất là điều hưu luôn đó nha. Rồi không những cái cửa hàng, những cái thương hiệu lớn mới trả mặt bằng rất là nhiều, chỉ còn những người buôn bán nhỏ lẻ người ta thì sống được thôi, còn những cái công ty lớn, những cái thương hiệu lớn hầu như là không kinh doanh được. Thật sự mà nói thì người dân Sài Gòn, những người lao động ở đây thì chỉ lo cho cái miếng ăn hàng ngày còn không đủ nữa, nói chi mà để mua sắm những cái mặt hàng xa xỉ, đúng không các bạn? Cho nên là những cái mặt hàng, những cửa hàng lớn, những cái bán về những mặt hàng xa xỉ như này kia hầu như là họ đóng cửa, họ giải thể cũng gần hết luôn đó nè, bởi vì mặt bằng quá cao rồi cầm cự lại không nổi. Các bạn nghĩ cái cầm cự từ hồi năm 2023 mà bà con mình cứ nghĩ rằng qua năm 2024 thì tình hình nó sẽ khởi sắc hơn, nhưng mà thực ra thì nó đã qua cái năm 2024 thì tình hình nó lại còn ảm đạm hơn nhiều nữa chứ quan chị. Bữa nay là được nửa, hơn nửa tháng 10 của năm 2024 rồi, là chuẩn bị hết năm 2024 rồi đó, mà Sài Gòn mình công nhân thất nghiệp rất là nhiều luôn, những công ty thì lại không có đơn hàng để sản xuất, thất nghiệp quá nhiều, công nhân thất nghiệp tràn lan luôn. Cho nên các bạn thấy Sài Gòn đó, rất là vắng luôn chứ không phải là như hồi xưa nữa các bạn. Công nhân họ đi tản lạc, họ đi tứ xứ, đa số họ đi về quê rồi, còn một phần còn ở lại, họ không có việc làm, họ ở trong nhà, họ không có đi ra đường đâu. Đó, ở đây là đường Trần Hưng Đạo của phường Cầu Kho, quận nhất mình đó cả nhà. Các bạn thấy không? Ở phía bên kia cũng vậy đó, những tòa nhà lớn lớn họ đóng cửa, như cái cửa mà thấy vẽ quằn quại như vậy là nhà đã bỏ hoang rất là lâu đó các bạn. Cho nên là không có người, không có bảo vệ cho thuê, cho nên là những cái người mà đi vẽ bằng đêm đó, họ vẽ lên rất là nhiều, vẽ những cái này cái kia lên cửa đó. Đây mình sẽ quay một vòng ở cái khu ở đây, cái đường Trần Hưng Đạo đây là cũng là thuộc đất vàng của Sài Gòn mình, các bạn thấy không, bỏ hoang tàn vậy. Những cái quán khác nó chiếm dụng, nó làm chỗ giữ xe, quá khủng khiếp luôn đó nha. Ở đây các bạn thấy không, đây nguyên một cái dãy nhà hàng Gia Cường Quốc Thịnh gì nè, trời ơi em thấy không, đóng cửa kinh khủng luôn đó nha. Đây là số 68 đường đường Trần Hưng Đạo nè, Nhân Khang Gia Cường Quốc Thịnh gì đó các bạn, đóng cửa sạch luôn chứ. Cái này 68, 70, 72, 74 cả 10 số luôn đó nha, quá khủng khiếp luôn, kinh khủng thì chứ cả nhà. Đúng rồi, có những nhà nhận định kinh tế người ta nói là cơn lốc trả mặt bằng ở cuối năm này quá khủng khiếp đó bạn. Ở đây là đường Trần Hưng Đạo này, phường Cầu Kho của quận nhất này, ở đây nó cũng là tương đương với ở ngoài trung tâm phố Lê Lợi quá các bạn. Thấy không, mặt bằng nó trả đến nỗi mà 5 phẩy cả 10 số liền kề vậy, mà đóng cửa này đây nữa nè các bạn, đó quá chừng các bạn, thật là khủng khiếp, chưa khi nào mà thấy Sài Gòn mình nó lại thê thảm đến mức độ này đó nha. Năm 2023, năm vừa rồi đó, các bạn còn thấy tình hình nó còn còn bà con đã thấy nền kinh tế nó đã đi xuống rồi, nhưng mà năm nay 2024 này nó còn u ám, còn kinh khủng hơn nữa các bạn. Đó là do ảnh hưởng về thiên tai, về chiến tranh, về dịch bệnh, phải là người nước ngoài người ta không qua Việt Nam ta đầu tư nữa các bạn, nó dù có đầu tư những công ty nào ở lại đầu tư thì cũng thua lỗ trầm trọng luôn đó, cho nên họ trả mặt bằng rất là kinh khủng luôn. Ta thấy hồi nãy giờ mình đi mới có chừng có vài cây số thôi, vài km thôi, rồi các bạn thấy không? Ngay ở trung tâm, của một cái thành phố lớn như vậy mà các bạn thấy ở phía bên kia đường đó kìa. Đó mình quay cho các bạn coi, Sài Gòn mình nó bây giờ giống như một thành phố ma vậy các bạn, những tòa nhà cao cao thì đóng low cost, dựng đóng low cost hết, dựng low cost, không sửa chữa hay là anh này kia,
không có kinh doanh mua bán được. Mà các bạn thấy rất là lạ, Sài Gòn mình bây giờ nó có một điểm rất là lạ đó nha, chỉ có những cái kinh doanh mua bán nhỏ thì hoạt động rất là đều, còn những công ty lớn, những cái cửa hàng lớn, những cửa hàng mà nổi, những cửa hàng thương hiệu, những hàng xa xỉ hầu như là đóng cửa gần hết luôn cô chú anh chị. Còn những chỉ là buôn bán về kinh doanh lặt vặt ăn uống thôi là bà con mình còn sinh sống được. Thì những thứ đó nó rẻ tiền các bạn, những cái hàng ăn uống hàng ngày thì ai cũng phải lo chi tiêu qua vô trong lo cho cái bụng hết, cho nên là bán hàng ăn uống thì được. Các bạn thấy không, quá chừng ở khu đường Trần Hưng Đạo này rất là kinh khủng luôn các bạn. Mấy tháng trước mình đi đâu có trả mặt bằng đến nỗi như vậy đâu, hôm nay mới có mấy tháng nay mình quay lại mà mặt bằng nó lại trả quá khủng khiếp đó nha. Giống như là đây các bạn thấy quan tàn đổ nát luôn các bạn. Rồi, quá trời các bạn. Đó, mình quay gần lại cho các bạn coi. Ở đây những cái khu đất này nó trả mặt bằng á, cho nên là những cửa hàng khác đó các bạn, người ta lợi dụng cái những cái chỗ mà không có, người ta làm bãi giữ xe. Quá trời các bạn. Chưa khi nào các bạn thấy những năm mà thời mình còn trẻ mình ở đi làm ở Sài Gòn này, đâu có khi nào mà thấy những cảnh mà khủng khiếp như thế này. Sài Gòn chưa khi nào mà người ta, những nhà mà mình thì không có, nhưng mà những nhà nhận định kinh tế người ta nói là Sài Gòn chưa bao giờ mà nó tồi tệ đến mức như vậy các bạn. Khủng khiếp như vậy. Ở hướng này mình đi một hồi nữa là sẽ mình đi về quận 5 đó cả nhà. Trạng đường trạng đạo này nó rất là dài. Trạng đạo này nó đi về quận 5, quận 10, quận 5, quận 6 đó luôn các bạn. Nó về trạng đạo B ở ngoài. Nó sẽ về tới quận 6 luôn cô chú và anh chị. Ở phía trước mình đó là ngã tư Nguyễn Văn Cừ đó cả nhà. Nguyễn Văn Cừ, nếu mà bên tay phải Nguyễn Văn Cừ mình sẽ đi về lại quận 3 đó. Còn bên tay trái mình là sẽ mình đi qua cầu Nguyễn Văn Cừ mình đi về quận 8. Đi về quận 7 đó cả nhà. Đây là công an phòng cháy chữa cháy của quận, của thành phố Hồ Chí Minh mình đó. Mình đi trong mé, mình đi hơi chậm nè, mình sẽ quay cận cảnh cả nhà mình xem những cái khoảnh khắc của Sài Gòn những cái thời mà nó tiêu tàn, nó tiêu tàn đến mức độ như vậy các bạn. Đây có một tòa nhà rất là lớn luôn. Bỏ quang có chú xe ôm có ngồi ổng ở phía trước. Ngồi ông nghỉ ngơi ở đó. Các bạn nghĩ cái đường Trần Hưng Đạo, cái khu này là rất là đắc địa luôn các bạn. Nhà cửa nãy giờ mình đi có một đoạn không? Mình quay cho cô chú mình coi các bạn thấy không? Bỏ hoang tàn đến mức là kinh khủng. Ở ngoài cái đại lộ Lê Lợi ở ngoài quận nhất thì nó vướng cái ga metro thì mình không nói đi. Ở trong này thì mà nó vẫn bỏ quan còn hơn là cái ga metro ở ngoài nữa đúng không các bạn. Đây có anh này chạy ngược chiều, anh này mặc đồ cán bộ mà nó chạy ngược chiều ghê quá vậy ta. Ở phía trước này có một cái tòa nhà này, ta kêu tòa nhà ma này các bạn. Khi mà nó xây dựng gần sông nó bị cháy, nó bị hỏa hoạn rồi nó bỏ quan năm nay 20 mấy, gần 30 năm rồi nè các bạn. Cái người chủ của dạ. Có một chú công an mình quay bị la các bạn ơi. Mình quên ngay khu vực cấm quay phim chụp hình mà mình để quay, mình quên thấy cái bảng. Ở phía trước mình đây là đường Nguyễn Văn Cừ nè cả nhà. Cứ tay trái mình đó là cầu Nguyễn Văn Cừ, mình sẽ đi về bên quận 7 đó các bạn. Còn mình đi thẳng luôn là mình sẽ đi về Trần Hưng Đạo B, mình về quận 5, quận 6 nữa đó cả nhà. Đi về hướng Chợ Lớn đó các bạn. Đó, mình sẽ quẹo qua đường Nguyễn Văn Cừ nha cô chú anh chị. Đó, mình đi về lại trung tâm quận 3 lại các bạn. Hai bên đường Nguyễn Văn Cừ các bạn thấy những cửa hàng buôn bán rất là sơ sát, nhìn thấy một cái vẻ rất là vắng vẻ, rất là điều hiu luôn các bạn.
nhìn thấy những cảnh Sài Gòn mình rất là quen thuộc, nhưng nó lại rất là lạ luôn. Hai bên đường nhìn thấy cảm giác nó rất là buồn, rất là điều hưu luôn. Nó không còn như là Hòn Ngọc Viễn Đông hồi xưa nữa, đúng không cả nhà? Ở phía trước mình đó là đường Nguyễn Trãi đó, ngã tư Nguyễn Trãi đó cả nhà, ngã tư Nguyễn Trãi. Đường Nguyễn Trãi này mình cũng sẽ đi thẳng đi về quận 5, quận 6 thôi đó. Nó song song với đường Trần Hưng Đạo đó cả nhà. Dạ, em xin kết thúc video đây nha các bạn. Dạ, cảm ơn cô chú và anh chị đã xem video nha.